Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Món ăn dân dã. Từ thịt dê thì bạn có thể chế biến ra được rất là nhiều món như là dê xào lăn, dê hấp cho đến nướng, lẩu vân vân. Như đây kênh Món ăn dân dã xin chia sẻ đến các bạn là cái cách pha nước sốt ướp thịt dê hấp tí tô đó, làm sao cho nó thơm và ngon nha. Tuy nó có các bước thực hiện đơn giản nhưng mà cái hương vị của cái món ăn này nè không vì thế mà kém phần hấp dẫn đâu ha. Thịt dê hấp tí tô là một cái món ăn vô cùng là hấp dẫn, rất là giàu dinh dưỡng. Chỉ cần vài bước thực hiện đơn giản thôi thì mình đã có ngay cái món ăn ngon, rất là chất lượng cho gia đình mà lại an toàn, không cần phải ra hàng ra quán nha. Để làm món thịt dê hấp tí tô ngon chuẩn vị á, các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu đơn giản như sau. Nguyên liệu chính ở đây là thịt dê. Ở đây thì mình có 500g thịt dê. Nếu mà các bạn muốn biết rõ về nguồn gốc á, thì mình nên chọn dê cái ha. Ăn thịt nó sẽ thơm và nó không có bị hôi như là cái loại dê đực và dê già. Thì thịt dê thường có cái mùi đặc trưng rất là nồng. Do vậy là trước khi chế biến á, bạn cần phải sơ chế thật kỹ. Nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến cái hương vị của món ăn. Vì vậy nên cái khâu mà chọn dê cũng như là cách sơ chế cũng rất là quan trọng ha. Để mà sơ chế thì bước đầu tiên bạn cần phải đập dập gừng nè. Tiếp theo là bạn cho gừng vào một cái chén rượu trắng. Rồi mình lấy thịt dê đó, mình nhúng vào hỗn hợp ha, ngâm khoảng 3 phút. Sau đó thì mình vớt ra rửa sạch. Rượu và gừng sẽ làm cho cái thịt dê nó bớt mùi đi rất là nhiều và nó cũng thơm nữa. Và thịt dê mà sau khi khử mùi á, mình sẽ thái thành những miếng vừa ăn. Thái mỏng thôi, đừng có dày quá. Khi mà dày quá thì mình ăn nó sẽ bị dai ha. Về cái phần nước sốt ướp thì mình sẽ ướp bằng cái nước sốt xào này. Và sốt xào này mình cũng có một cái clip cụ thể về cái định lượng rồi. Các bạn có thể vào tham khảo để mình có thể xào với bất cứ món nào như là mì xào, rồi rau xào, nấm xào, hải sản xào gì đó vân vân ha. Rồi mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh tương ớt. Hai muỗng canh nước lọc, nước trắng đó. Và một muỗng canh nước tương. Hạt nêm thì mình dùng khoảng một muỗng canh ha. Một phần hai muỗng cà phê tiêu, một muỗng cà phê bột ngọt, và mình cho vào đây một muỗng canh đường. Đây có thể nói là một cái công thức sốt xào chuẩn vị ha. Nếu các bạn muốn ăn ngọt thì mình tăng đường lên, còn không ăn ngọt thì mình giảm đường đi. Cái độ mặn ngọt rất là vừa phải rồi. Nếu mà mình pha nhiều ha, mình để ngăn mát tủ lạnh, mình xài được cả tháng luôn đó. Mỗi lần ăn là mình chỉ múc ra rồi mình cho vào mình xào thôi, mình không phải đi pha lách cách nó không có đều vị ha. Và đây là những cái la ghim để mình hấp với dê. Mình chọn mua lá tía tô còn tươi ha, để cho nó thơm. Khoảng 6 củ sả, một nhánh gừng nhỏ, ớt sừng và một củ hành tây. Mình có chuẩn bị thêm ít đầu hành nha các bạn. Đầu hành thì mình chẻ đôi ra. Sả thì mình bào mỏng hoặc là mình thái mỏng theo cái chiều vát nè, thì trông nó sẽ đẹp hơn. Khi mình hấp với thịt dê nó không có bị vụn quá nha, chủ yếu là lấy cái hương thơm thôi. Nếu mà ăn cay thì các bạn dùng ớt hiểm ha, còn không thì mình dùng ớt sừng đỏ nó không cay này để cho nó được đẹp. Gừng thì thái sợi cho ít thôi, chứ cho nhiều quá là sẽ hắc và nó mất cái hương vị của thịt dê nha. Tầm mấy lát rồi mình thái sợi ra thôi.
Lá tía tô các bạn có thể cắt làm hai hoặc là làm ba. Nhớ là chọn cái lá tía tô tươi để nó có cái độ thơm hơn nha. Giờ thì mình tiến hành đi ướp thịt dê cho nó thấm trước đã. Trước hết là mình cho hành, sả, gừng và mình ướp cùng với thịt dê luôn. Tiếp tục là mình sẽ cho hết cái phần sốt này vào. Dùng tay mình bóp cho thịt dê nó thấm đều gia vị nha. Để mà ngon đậm đà hơn thì tốt nhất là mình nên ướp cái thịt dê này khoảng 30 phút rồi mình mới mang đi hấp ha. Trước khi hấp thì các bạn chuẩn bị một cái nồi hấp và mình cho sả, cho một miếng gừng đập dập vào. Rồi mình sẽ lót thịt dê phía bên dưới nha. Lót một lớp thịt dê như vậy rồi thì mình sẽ cho lên hấp và hấp khoảng 10 phút trước nha các bạn. Rồi, mình sẽ đi làm nước chấm ha. Mình sẽ nhích vào chén khoảng 2 miếng chao, cho sa tế ớt vào. Cho khoảng 1/2 muỗng canh đường, một chút xíu bột ngọt, thêm một ít nước chao rồi mình đánh nhuyễn ha. Vậy là đã có một chén chao chấm vừa rồi ha. Khi dê hấp được 10 phút thì mình sẽ cho lá tía tô lên mặt và tiếp tục mình hấp thêm 5 phút nữa là được nha. Vậy là tổng cộng mình hấp khoảng 15 phút thì thịt dê nó sẽ chín tới và ăn sẽ rất là ngọt. Rất là thơm nha các bạn. Rất là thơm, sả, gừng, lá tía tô, thịt dê cũng rất là thơm luôn nè. Mình mời các bạn một miếng trước ha, chấm với chao. Thịt dê rất là vừa tới, mềm, rất là ngọt thịt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Hãy bấm đăng ký để xem được nhiều video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.